lên nên nó mới lớn hả? Nó lớn. Ổng tợ vậy đó. Tiếng hú hú trong hú á. Này là có đi ngang qua nhà của anh Tèo nha. Thì vô mình quay cái cấu hình chống ở nhà chống dịch rồi máy móc đầy bụi mà. tình trạng chung. Mà em mà bảnh em sẽ được cái xuyên lắm. Ngày nào cũng bắt á. Dạ. Chà anh. Đi đâu chơi? Đổi đồ muốn hết rồi. Hồi lúc trước có quay rồi mà giờ đổi đồ rồi quay lại. Hai cục men, một cục EV99 giờ hết. 99 một trên BT 9000. Vậy là này cái nền khu vực men, cái là khu vực này mới là gọi là tách ra hai cục riêng. Cái khu vực này là khu vực khu vực điều khiển xài van số FS rời hay là FS trong cắm mít vô van luôn à? Vậy là cái mixer chỉ đánh nhạc thôi. U89 thì con ai đồ cắt xúc. Đâu có cái nút nào đâu anh. Mới làm mà chưa có cái nút nào. Mới có 17.000 người đăng ký à. 100.000 người đăng ký mới được cái nút bạc. Dạ. 100.000 người mới được nút bạc. Giống như là mới được 100.000 mới được, còn mình mới có 17.000 à, còn thiếu có 80 mấy ngàn nữa lận. Không, bây giờ làm lần được rồi. Tập làm cho có kinh nghiệm. Thôi, cái nút có gạt gì vậy? Không có gạt gì nữa mà bây giờ bỏ rồi. À. Cái ông nói bỏ rồi. Này cái cặp 2 tấc hả? 3 tấc. 3 tấc hả? Ừ. Sao gọn dữ. Cặp 3 tấc gọn dữ. Ủa anh đánh nhạc trên mixer hay đánh trên vang? Đánh trên vang. Có mixer làm gì? Mixer thì mình chỉ đẩy lớn nhỏ. À rồi thôi. Vậy là hết ráo trong vang luôn, bắt đầu vang mới đẩy ngược lên. À. Dạ. Anh lấy cái gì luôn, anh làm gì tín hiệu hả? Đâu? Cái nào đó nha. Ừ, cái dây đó là mua rồi mua dây bãi đó. Này dây tín hiệu hay dây lo? Thì dây ra lo ra men đó, dây tín hiệu á. Ủa, dây tín hiệu mà giống dây lo á. Đó. Rồi coi coi. Dây ra men đó. Hả? Là dây lo mà chứ hỏi gì tín hiệu, nhưng mà mua về thì lặn dây đó ra luôn á. Cái gọn 4 ruột. Nếu mà cái dây tín hiệu đi và đi dây này mới đúng nè, phải không? Đúng rồi anh. Nhưng mà cái dây đó nhỏ quá rồi cái xe chạy nó cán. À. Tại vì thường thường mình hát có khi có điểm nó nằm bên kia đường nó này dễ bị ấy vô lắm. Dạ.
rồi. Dây điện thì cắm loa, dây loa thì cắm dây tính điện. Đó là ra micro là FS luôn á hả? Lớn nhỏ là con mình đó luôn. À. Cộng group vô. Cộng vô hả? Cộng 1 2 vô cái group á. Thử rồi, bấm vô. Micro luôn, cộng luôn. Bấm 1 2 cái. Bấm 1 2. 1 3 4 rồi lớn lên. 1 2 3 4 5 6. Đây này phải mình. Này đúng không? Rồi vô đi. 1 2 anh bản đi, anh bản đi. Anh bản đi. Bản gì cũng được, bản nhạc sống. Tại em giờ chơi luôn, bản nguyên khí. nhạc sống là được. Nhạc sống mà nó có dính bản quyền thì nó được chia sẻ doanh thu. Tức là doanh thu nó sẽ chia ra với thằng bản quyền. Còn cái nhạc beat á là nó không cho mình đăng bật kiếm tiền luôn. Đó, cứ tự... được không? Được. Giờ dính được đó mà. Được. Mà nhà sống mới được.
chưa đành chẳng bóc em thôi. Tại sao tôi lại mất ngàn điều tôi ai cướp mai cướp lẫn hồn tôi ai dọn lên tim mình cho tim mình tìm bao hết rồi tận đau tim. Tiếng sáng mà bản im tục một hai năm sáu. Ê bác ba luôn cái rần tôn luôn á, cái tiếng ổng bị cái tiếng ổng làm như một hai tạm bán đi. Đủ nó chạy lên rồi. Lên màu hai ba bốn lên màu hai lên màu hai tiếng ổng làm như gà cò quá. Ủa tiếng còn mỏng lét à? Đâu người ta uống trà không? Trăng tạng này phố luôn. Chống hú của lên cái màu hai lên nay anh muốn lấy được nó ngày về nhà hoa quê thăm mà phải nhau với đẹp quê hương hay nhà cô biết em thương.